một tình huống dứt điểm. Bàn thắng đã tới, đó chính là bàn mở tỷ số của Chelsea. Một tình huống dứt điểm. Bàn thắng đã tới, đó chính là bàn mở tỷ số của trận đấu. Patrick Vieira. Đó là cú sút. Đã nổ súng, phát ghi bàn đẳng cấp.